cầu thủ Saudi Arabia ngại đối đầu U23 Việt Nam trên chấm luân lưu. Phát biểu trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam, tiền vệ của U23 Saudi Arabia, Ham Abdullah Al-Ghamzi thừa nhận không muốn kết quả trận đấu được định đoạt bởi loạt sút luân lưu. Cuộc đối đầu tại tứ kết U23 châu Á tới đây hứa hẹn sẽ một trận đấu vô cùng khó khăn với cả U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia. U23 Saudi Arabia đã thể hiện một phong độ tuyệt vời tại vòng bảng với 7 bàn thắng và giữ trắng lưới sau 3 trận. Dù được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam, nhưng các cầu thủ đến từ Tây Á vẫn bày tỏ sự thận trọng trước trận tứ kết. Thậm chí tiền vệ Ham Abdullah Al-Ghamzi còn lo ngại rằng đội bóng của mình sẽ gặp bất lợi nếu như trận đấu được đưa vào loạt đá luân lưu. Số 8 của U23 Saudi Arabia cho biết trận đấu sắp tới với Việt Nam sẽ không đơn giản, có thể phải định đoạt bằng loạt sút luân lưu. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tình huống đó không xảy ra. Chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút. Thực tế, mối lo của Ham không phải không có cơ sở bởi còn nhớ, trên hành trình đi đến trận chung kết U23 châu Á cách đây 4 năm, U23 Việt Nam đã lần lượt đánh bại hai đội bóng Tây Á khác là Iraq và Qatar trên chấm 11m. Và các cầu thủ U23 Saudi Arabia hẳn là có lý do để e ngại một viễn cảnh tương tự xảy ra ở giải lần này.